Tối ngày 5 tháng Giêng, Trinh Trần, 24 tuổi, ở Lowell, bang Massachusetts, đã ê ẩm cả người vì chưa bao giờ phải dọn nhiều tiết như thế. Thành phố nơi cô sinh viên này đang sống là một trong những nơi hứng chịu cơn bão tuyết lịch sử đang càn quét vùng Đông Bắc nước Mỹ. Tuyết rơi nhiều vô cùng, liên tục từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối, dày tới 30 cm, kèm theo gió rất mạnh. Trinh kể với một tờ báo trong nước như vậy. Cô cho biết mình và bạn cùng phòng đã hai lần hì hụi dùng xẻng để mà dọn số tiết dồn lại trước nhà suốt 5 tiếng. Vẫn không hết, chủ nhà của họ phải dùng máy xúc hỗ trợ mới dọn được đống tuyết ngập nửa xe hơi. Nơi Trinh ở may mắn vẫn có điện nhưng nhiệt độ quá thấp khiến cho đường ống nước nhà cô đã bị đóng băng. Cô phải đun nước nóng để tắm gội, còn mọi sinh hoạt khác đều phải sử dụng nước đá lạnh ngắt. Việc gọi thợ sửa ống nước trở nên bất khả thi khi tình trạng trên xảy ra ở hầu hết các gia đình trong khu vực. Nhiệt độ ở Lowell hiện là âm 10 độ C. Các trường học địa phương đều đóng cửa để đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhưng các công ty thì vẫn hoạt động. Theo cơ quan khí tượng, mức nhiệt ngày mai còn giảm sâu kỷ lục xuống âm 23 độ C. Sang Mỹ học tập mấy năm nay, chưa bao giờ Trinh trải qua mùa đông khắc nghiệt như hiện nay. Cô cho hay vùng Đông Bắc đã hứng chịu hai đợt bão tuyết và dự kiến là thêm vài đợt nữa cho đến khi thời tiết ấm lên vào tháng 3, tháng 4 sắp tới. Sống ở thành phố Boston, nơi đang bị hoành hành bởi trận lũ lụt lịch sử do bão tuyết gây ra, Jimmy Lương cũng trải qua nhiều chuyện dở khóc dở cười. Tối ngày 4 tháng Giêng, anh ngủ lại khách sạn gần công ty để tiện đi lại và được công ty chi trả tiền ăn ở. Công ty của Jimmy có chính sách hỗ trợ tối đa cho nhân viên trong điều kiện thời tiết bất lợi. Họ được thanh toán tiền taxi để về nhà, được phép làm việc từ xa hoặc là hỗ trợ thuê khách sạn để qua đêm để tránh những nguy cơ khi di chuyển. Jimmy cho hay, bão tuyết ập đến đúng ngày thủy triều lên cho các khu vực nằm gần sông hồ Boston bị ngập úng. Nhiều nơi nước cao tới đầu gối. Anh từng dẫm phải một vũng nước đá khiến cho chân đau buốt vì lạnh. Các vụ tai nạn xảy ra liên tục vào sáng ngày thứ năm. Con đường tôi đi làm trắng xóa màu tuyết, tầm nhìn xa chỉ 5-6 mét. Các xe sau đâm vào đuôi xe trước, anh kể lại. Tôi may mắn đến công ty kịp giờ bởi chỉ cần muộn hơn một chút xe tôi cũng sẽ nổi lềnh bềnh trong nước và tuyết. Trong thời gian xảy ra bão tuyết, chính quyền Boston đã khuyến cáo người dân là hạn chế ra ngoài. Hệ thống xe bus và tàu điện ngầm cũng giảm bớt các chuyến và phải tạm ngừng hoạt động khi thành phố bị lụt. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ở đây ngày 6 tháng Giêng tiếp tục giảm từ âm 15 độ xuống âm 17 độ. Và gió giật mạnh. Tại New York, tuyết rơi dày và trời thì quá rét khiến cho chị Phương Đào phải cho con trai nghỉ học để tránh bị ốm. Các trường học, công ty ở New York đều đóng cửa vì bão tuyết vào hôm ngày 4 tháng Giêng và mở cửa lại vào hôm qua. Nhưng các phụ huynh hầu như là không ai dám cho con ra ngoài. Năm nay, thời tiết bỗng nhiên lạnh hơn hẳn so với 5 năm trở lại đây. Nhiệt độ xuống thấp tầm âm 9 độ C. Ngày mai chỉ khoảng là âm 15 độ C. Ở trong nhà chúng tôi dùng lò sưởi và hạn chế ra đường, chị cho hay. Trước khi bão đến, chị đã đi chợ mua thực phẩm để tích trữ vì việc vận chuyển hàng hóa vào thành phố rất là khó khăn. Chính quyền phải rải muối ra đường để làm cho tan tuyết, các xe cào tuyết hoạt động liên tục. Việc dọn tuyết trước cửa nhà rất vất vả. Nếu có người đi bộ ngang qua bị ngã, chúng tôi có thể bị kiện. Chị Phương nói, khó nhất là việc đào tuyết để lấy ô tô ra. Ở New York, mọi người không có gara mà đỗ xe ngoài đường, nên xe thường xuyên bị ngập trong tuyết. Tuyết ngừng rơi thì chuyển thành băng. Lấy xe đã khó, đỗ xe cũng không dễ hơn vì đường trơn trượt. Hàng nghìn chuyến bay trong khu vực bị hủy khiến cho một nhóm bạn của chị đến New York đón năm mới bị mắc kẹt lại mấy ngày nay và vẫn chưa biết bao giờ mới có thể về nhà. Thảo Ly ở Washington cho hay thủ đô của Mỹ không chịu ảnh hưởng lớn của bão tuyết, nhưng thời tiết cũng rất là khắc nghiệt, gió mạnh và lạnh buốt. Hai hôm nay, các trường tiểu học đã cho học sinh nghỉ ở nhà để đảm bảo sức khỏe. Nhớ lại đợt bão tuyết năm 2016, Ly vẫn còn rùng mình.
Khi đó tuyết cao đến nửa người, suốt 3 ngày cô không thể ra ngoài, các trường học đóng cửa hơn một tuần. Thế nên năm nay, trước bão, Ly cũng như mọi người đều đi siêu thị mua các đồ dùng cần thiết để dự trữ cho khoảng 3 ngày. Trong đó, giấy vệ sinh là mặt hàng được mua nhiều nhất. Người dân Mỹ cũng được tổ chức tiêm phòng cúm miễn phí. Những ngày này thì Ly hạn chế ra đường, luôn chú trọng giữ ấm cho cơ thể bằng cách là mặc áo giữ nhiệt và áo ấm dày, uống nhiều nước và thoa kem dưỡng để mà da không bị khô nẻ. Nhiệt độ trong nhà đó là âm 10 độ C, nhưng ngoài trời thì chỉ âm 17 độ C. Rất may là tuyết chỉ rơi nhẹ nên không có nhiều bất lợi về giao thông như là năm ngoái. Chính quyền cũng rải muối liên tục ra đường nên các vụ tai nạn cũng giảm đi, Lee nói như vậy. Theo CNN thì ít nhất 16 người đã thiệt mạng ở Đông Bắc Mỹ vì bão tuyết. Cơ quan khí tượng dự báo vào cuối tuần này, một đợt lạnh giá mới sẽ tiếp tục tấn công khu vực này kèm với gió mạnh và đẩy nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục. Ít nhất là 18 người thiệt mạng trong cơn bão tuyết khắc nghiệt nhất ở Mỹ nhiều thập kỷ qua. Tình hình sau bão tồi tệ hơn khi nhiệt độ tiếp tục giảm sâu một cách nguy hiểm. Với 18 người thiệt mạng, trong đó có 4 người chết vì tai nạn giao thông ở North Carolina và 3 người chết ở Texas, theo ABC News. AP cho hay, Janelle Wilson, một người đàn ông 64 tuổi, sống ở Akron, Ohio, đã bị chết cóng ngay trước hiên nhà của ông. Một người giao đồ ăn đã phát hiện ra nạn nhân. Quan chức địa phương xác nhận là ông Wilson qua đời vì chứng hạ thân nhiệt. Nhiệt độ Akron, Ohio hôm ngày 4 tháng Giêng vào khoảng âm 10 độ C, trong khi giá lạnh tấn công nước Mỹ và cả Canada. Lạnh giá dữ dội sẽ tấn công từ New England cho đến Midwest, tràn xuống North South Carolina. Tình hình này rất có thể sẽ rất nguy hiểm. Dan Padenowski, nhà khí tượng học của AccuWeather, dự báo là da rẻ nếu hở ra có thể bị đóng băng chỉ trong vài phút. Khắp bờ đông, người dân và nhà chức trách các địa phương đang nỗ lực dọn dẹp sau bão và tính toán thiệt hại gây ra bởi cơn bão tuyết mùa đông. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây thương vong mà còn khiến cho cuộc sống của hàng triệu người khắp nước Mỹ khốn khổ, sinh hoạt bị đảo lộn, đặc biệt là giao thông bị gián đoạn. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là các sân bay ở bờ đông nước Mỹ, với gần 5.000 chuyến bay đã bị hủy. Các chuyến bay từ New York và Boston đã được nối lại vào hôm ngày 5 tháng Giêng. Dù vậy, 20% chuyến đã bị hủy tại sân bay John Kennedy, 30% bị hủy tại sân bay LaGuardia. Tình trạng thời tiết này thậm chí đã buộc Thượng viện Mỹ phải hoãn các cuộc bỏ phiếu quan trọng nhằm ngăn chính phủ đóng cửa và cắt giảm chi tiêu trong suốt tuần qua. Các thống đốc bang Florida, Georgia, Virginia và North Carolina đều đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cảnh báo người dân về những con đường đóng băng và nhiệt độ thấp đến mức kỷ lục. Khi đó, cơ quan khí tượng Canada cũng đã ban bố cảnh báo thời tiết đặc biệt tại các tỉnh bờ đông của Canada, dự kiến đón bom bão tuyết sau miền đông bắc nước Mỹ. Trong hơn một tuần qua, nhiều vùng tại Canada trải qua đợt lạnh kỷ lục với nền nhiệt độ giảm sâu. Khí lạnh dưới 0 độ là tình hình thời tiết chung ở khắp vùng Trung Tây và Đông Bắc Mỹ vào sáng ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng Giêng, khiến cho giới chức địa phương nhiều nơi phải đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của tình trạng buốt cóng, nhất là vùng bờ biển miền Đông Mỹ, dài từ Virginia lên Vermont, theo bản tin của ABC News cho hay như vậy. Ở nhiều khu vực sâu trong nội địa Đông Bắc Mỹ, mức độ gió lạnh vào sáng ngày thứ Bảy có thể từ âm 30 độ F cho đến âm 40 độ F. Ngoài sự giá lạnh gây nhiều phiền nhiễu và tạo ra tình trạng hư hỏng bất ngờ về hạ tầng cơ sở nhiều khu vực dân cư, mức độ gió lạnh khắp vùng Đông Bắc cũng đe dọa đến tình trạng người dân do có thể bị phỏng lạnh nếu để trần da thịt ngoài trời chỉ trong 10 phút. Ngay tại thành phố New York, mức gió lạnh cũng có thể xuống tới âm 10 độ hay là âm 20 độ.
Sang ngày Chủ nhật, khu vực Trung Tây có thể khởi sự ấm áp phần nào và chỉ tương đối trong hoàn cảnh vốn đã quá lạnh tại đây. Tuy nhiên, vùng Đông Bắc Mỹ sẽ tiếp tục buốt cóng nguy hiểm với mức gió lạnh dưới mức đóng băng, nghĩa là dưới 32 độ F. Ở New York, nhiệt độ dự báo cho ngày Chủ nhật sẽ là ngày thứ 13 liên tiếp ở dưới mức đóng băng cho thành phố này. Tại Raleigh, tiểu bang North Carolina, khí lạnh đang phá các kỷ lục có trước đây. Nếu thành phố này tới chiều tối ngày thứ Bảy không lên được trên mức đóng băng, thì sẽ có được kỷ lục mới về số giờ liên tục dưới mức đông lạnh. Kỷ lục trước đó đạt được vào tháng Giêng năm 1982 với 159 giờ. Tuy nhiên, hiện là đang có chỉ dấu cho thấy thời tiết sẽ thay đổi khác hẳn trong vài ngày sắp tới tại vùng Trung Tây và Đông Bắc, gồm cả Chicago, New York, Indianapolis và Raleigh. Các chuyên gia khí tượng tiên đoán rằng những nơi này sẽ ấm hơn khoảng 30 độ vào ngày thứ Ba tuần tới. Ở khu vực và biển miền Tây đang có sự lo ngại về một trận bão mới kéo tới California từ thứ Hai cho đến thứ Tư. Trận bão này nhiều phần sẽ đem theo nhiều mưa và do vậy có thể tạo dòng nước cuốn các đống xà bần đủ loại từ các khu vực mới bị cháy rừng xuống khu dân cư ở vùng Nam California. Giới chức khí tượng tiên đoán là sẽ có lượng mưa từ 2 cho đến 4 inches trút xuống khu vực này trong ngày thứ Ba và ngày thứ Tư, cũng theo ABC News cho biết như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.